chị xem được bao nhiêu video rồi? Em coi cũng nhiều của thầy rồi đấy. Dạ, yeah. Thấy hay không? Dạ thích. Thích à? Dạ. Yeah. Mình cũng thích được xem như thế hả? Dạ. Yeah. Để xem hậu vận thế nào à? Dạ. Yeah. Ừ. Thế chị đọc ngày tháng năm sinh giờ sinh như là tên đi nào? Dạ. Yeah. Ngày 18 tháng 10 năm 69. 18. Ngày dương đấy hả? Dạ ngày dương thầy. Mấy giờ? 16 giờ. Dạ 4 giờ 15 thầy chiều. Úi dồi, lá số đẹp thế. Tương lai làm thầy được đấy. Lá số này là lá số có giác quan thứ 6 đây. Thầy đang quay phim. Dạ. Thầy đang quay màn hình đấy. Thầy đang quay lá số trên màn hình. Ai chà, lá số này đẹp đấy nhá. Hai cái mệnh thiên đồng thiên lương mà nằm tại cung dần này này là những người thường làm thầy, làm cô đồng, làm thầy, làm xem bói ấy. Nên là chị thích cái môn tử vi này đúng rồi. Bởi vì mình có khả năng đấy mà. Dạ. Yeah. Thầy quen rất nhiều những người mà có lá số như này và họ đang làm các thầy tâm linh này rồi các cô đồng này rất là nổi tiếng. Và khi mà thầy chọn giờ sinh cho bé ấy, mà nhà nào mà muốn con sau này cũng có duyên với Phật pháp với tâm linh thì thầy cũng sẽ chọn cái chòm sao này đúng tại đóng tại cung mệnh. Và nếu như hôm qua chị xem cái video mà thầy nói về vấn đề tâm linh ấy, video tối hôm qua thì chị cũng thấy thầy nhắc rằng là cái chòm thiên đồng thiên lương nó nằm tại cung dần này thì là cái chòm sao dễ có khả năng thành một người thầy liên quan tới tâm linh. Thầy tâm linh thì ở Việt Nam mình định nghĩa thầy tâm linh là gì thì thầy có một định nghĩa như thế này. Nghĩa là thầy á, là những người thông chi tam giới. Ở trong thế giới này thì chia thế giới ra thành ba cái giới khác nhau là thượng giới, trung giới và hạ giới. Đấy. Thế thì thượng hạ giới thì gồm có loài người chúng ta này, các loài vật này. Đấy mà chúng ta đang sống này. Đấy. Và nó là một dạng vật chất mà chúng ta nhìn thấy được, sờ thấy được, cảm nhận được. Đây là cõi này là đây là hạ giới. Đây là xuống hạ giới mà đọc và các câu chuyện cứ thấy là tiên xuống hạ giới hoặc là giáng trần ấy, đấy là cõi hạ giới. Và cõi trung giới là một cái cõi được gọi là cõi âm mà chúng ta hay gọi là cõi âm ấy là cái cõi mà sau khi chúng ta chết rồi thì chúng ta sẽ về cái cõi đấy gọi là cõi trung giới. Ở cõi trung giới thì là cái cõi tư tưởng, có nghĩa là không cần chỉ cần nghĩ thôi là người ta đã biết rồi. Là như thế nào rồi. Rồi cần muốn đến một nơi nào đấy thì người ta chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến nơi đấy thôi. Ví dụ như chị đang ở Mỹ muốn sang Mỹ thì cần nhắm mắt nghĩ đến Mỹ thôi là đã sang đến nơi rồi. Vì cõi đấy là cõi tư tưởng. Đấy là cõi âm. Người âm có thể đọc được tư tưởng của chúng ta. Họ hiểu được tâm lý rồi họ hiểu được cá tính của từng người một. Vì họ chỉ cần đọc tư tưởng thôi. Họ không cần phải nói chuyện với chúng ta trực tiếp như thế này, họ vẫn hiểu chúng ta. Đấy là cõi tư tưởng. Cõi tư tưởng thì cao hơn cõi trần gian. Bởi vì những cái vật chất ở cái cõi tư tưởng, cõi âm, cõi trung giới đấy nó dao động nhanh hơn ở cái cõi trần. Cõi trần là những cái dao động thô và chúng ta khi dao động thô thì những cái tần số đấy mắt chúng ta nhìn thấy được. Ở trong cái ngưỡng mắt chúng ta nhìn được. Còn ở cõi trung giới thì nó dao động nhanh hơn, vật chất ở cái cõi trung giới nó nhẹ hơn và chúng ta không cảm nhận được. Chỉ có những người thầy mà có khả năng mở được luân xa số 6 này. Đấy, thì mới nhìn được cõi âm. Nhìn được họ như thế nào và cảm nhận được họ. Thế nên nhờ con mắt số 3 của mình.
Cõi trung giới thì cũng chia thành 7 tầng. Tầng thấp nhất là tầng 7. Những cái vong linh mà ở tầng 7, khi mà chúng ta mời họ lên, gọi hồn lên, khi họ nhập vào người trần gian thì bao giờ họ cũng lạnh. Tay chân lạnh, rồi rét, kêu lạnh và rét, rồi kêu khổ. Thì ở tầng 7 của cõi trung giới thì còn khổ hơn trần gian, nó khổ như ở trong tù ấy, ở trên trần này, khổ lắm, lạnh lẽo, cô quạnh. Và khi mà gọi vong ấy lên thì hỏi có gặp được gia tiên không, thì ở tầng 7 không gặp được gia tiên, và nói rằng là không gặp được ai hết. Thì họ là ở tầng 7, là tầng đáy thấp nhất. Những vong linh gia tiên mà chúng ta gọi lên ý, họ ở tầng 6 thì họ giống như người trần gian, họ cũng đi chợ, cũng mua bán, cũng cuộc sống như người trần, cũng kinh doanh buôn bán, cũng có khả năng mở ngân hàng, rồi làm những cái công việc thường là ở trên cõi trần họ làm việc gì thì xuống họ cũng sẽ làm những công việc tương tự như thế. Thì là ở đấy là ở tầng 6, ở tầng 6 thì họ cũng như mình, giống như người trần gian. Ở tầng 5 á, thì cao hơn chúng ta một bậc. Và thường những cái vong linh ở tầng 5 là họ đã tương đối thích nghi với môi trường ở cõi trung giới rồi. Và khi mà gọi hồn về thì họ thường dạy bảo con cháu. Đầu tiên là họ có thể khóc lóc, bởi vì sao? Bởi vì rất nhớ con cháu, tưởng là không bao giờ gặp lại được. Nhưng mà có duyên gặp được ông thầy, mời được họ lên nói chuyện với con cháu thì họ rất là xúc động và họ thường khóc. Nhưng họ tốt hơn trần gian, cõi trần của mình, điều kiện tốt hơn. Còn ở tầng 4 là những cái linh hồn mà đi làm quan rồi. Ví dụ các quan thần linh ấy, là ở tầng 4, là gia tiên của chúng ta bắt đầu đi làm quan rồi. Đấy, phải làm những công việc liên quan đến trọng trách, có chức sắc rồi. Ở tầng 3 thì là những người vong linh có trí thức và họ làm quan to hơn, ví dụ như là quan xã chẳng hạn, ở tầng 3. Rồi tầng 2 là các quan tầm huyện. Đấy, họ cũng là người có chức sắc, có trí tuệ. Ở tầng 1 là những người mà rất là trí tuệ, giống như các bác học ấy. Đấy, họ rất là giỏi và thường về trần gian phán, truyền phán những cái về tương lai, về quá khứ và hiện tại rất là chính xác cho con cháu để mà noi theo rồi mà để sửa đổi. Thế thì ở đấy là cõi trung giới. Và ở cõi trung giới thì tùy duyên nghiệp thì các linh hồn có thể tu tập mà có người thì vài giờ thôi. Đấy, có người thì vài năm, có người thì vài trăm năm ở cõi trung giới thì mới tái kiếp. Thế thì khi mà người ta tu tập ở cõi trung giới, nếu người ta tu tốt thì người ta cực tốt thì người ta có thể lên được cõi Phật. Cõi Phật trong 10 pháp giới là cao nhất. Không thì có thể nhân duyên nào đấy về được cõi Bồ Tát, hoặc là về cõi Thanh Văn, hoặc là về cõi Duyên Giác, hoặc là cao hơn chúng ta là về được cõi trời lên làm tiên, lên thiên ấy. Đấy. Hoặc là nếu như mà không đủ được cái năng lượng để lên về được các cõi đấy thì họ lại quay về tái kiếp làm người. Còn nếu mà ác quá mà ở cõi người này, ở cõi này họ gây nhiều cái nhân không tốt thì họ có thể đầu thai về cõi súc sinh lại xuống nữa. Đấy, mà nếu mà thích sân hận, thích đánh đấm nhau ấy thì về Atula. Nó rất thích đánh nhau, thích máu me, thích đánh nhau, thích chém giết thì về Atula. Còn ác nữa, khát máu nữa thì về ngã quỷ. Đấy, và nếu mà nhiều tội, như trong kinh Địa Tạng mà nói nhiều tội rồi vẫn còn tham sân si nặng và nhiều những tội nặng thì xuống địa ngục là cái cõi thấp nhất, âm nhất. Thì hôm nay cũng là nhân duyên để nói chuyện với chị, vì chị có cái chòm sao Thiên Đồng Thiên Lương tại mệnh ấy, là cái chòm sao mà mình có cảm nhận được với cõi âm. Và nói với chị rằng là làm thầy là gì, là một cái người mà thông chi tam giới, nghĩa là biết được cõi trần này, biết được cõi âm này là cõi trung giới nhá, và biết được cõi thiên. Thì trên thiên thì có cõi thượng giới thì có nhiều cõi khác nhau, ví dụ như các cõi Phật. Phật thì có vô lượng Phật, vô lượng cõi, không phải là một cõi Phật đâu nhá, nhiều cõi Phật, có nhiều vị Phật ở các cõi khác nhau. Đấy. Rồi cõi Bồ Tát, Bồ Tát cũng là một cõi, cũng là cõi nằm trên cõi thượng giới, thượng thiên, thượng giới, thượng giới. Rồi cõi trời cũng là thượng giới. Thế thì nếu mà hiểu cái bản đồ 10 pháp giới của đạo Phật ấy, sẽ quay lên truyền hình cho chị xem nhá, sẽ loát cái.
Cái này là bản đồ 10 pháp giới. Đây là bản đồ 10 pháp giới. Chị sẽ không thấy bây giờ nhưng là sẽ hướng dẫn của chị trên truyền hình, sẽ quay lại cho chị xem nhá. Thì cái cõi đây này, 10 pháp giới của đạo Phật chia thành cõi Phật này, cõi Bồ Tát này, duyên giác này, cõi trời này, thanh văn này, Atula này, người này, ngã quỷ này, súc sinh này và địa ngục. Thì ở 10 cái cõi này là 10 cái pháp giới của đạo Phật. Và cõi người của chúng ta ở đây, khi mà chúng ta chết rồi á, thì cái phần thể xác của chúng ta mất ở và nằm tồn tại ở cõi này, và phần linh hồn nếu được siêu thoát là bay vào chữ tâm này. Chữ tâm này được gọi là cõi trung giới. Đây, cả cái cõi này là cõi trung giới. Nếu siêu thoát thì được về cõi trung giới. Cõi trung giới này cũng chia thành 7 tầng. Đấy. Và tùy duyên nghiệp, khi mà tu tập tốt, càng cái linh hồn nó càng nhẹ thì càng bay cao. Cao nhất là ở đạo Phật là về cõi Phật, không thì về Bồ Tát, không thì về duyên giác. Và song song với cõi người á, là có cõi Atula. Atula là những linh hồn rất là thiện chiến, thích đánh nhau, lúc nào cũng đao kiếm đây. Và nếu mà chúng ta, trên cõi người chúng ta thì chúng ta được gọi là cõi thượng giới, trên đầu người này này, cõi thượng giới. Thì trên đầu chúng ta thì chỉ có thanh văn này, cõi trời này, duyên giác này, Bồ Tát và đạo Phật, thì ở đấy được gọi là cõi thượng thiên, thượng giới. Còn chữ tâm ở bên trong giữa cái 10 pháp giới này được gọi là cõi trung giới. Đấy. Và hạ giới thì là cái phần còn lại, người, súc sinh. Đấy. Atula cũng là cõi hạ giới. Ở trong những con người ở trong tàu tồn tại trên thế giới này vẫn có những linh hồn Atula. Ví dụ như IS chẳng hạn, họ rất là thiện chiến, chỉ thích đánh nhau, thích giết người, thích hận thù. Đấy. Rồi ngã quỷ vẫn tồn tại ở trời trần gian chúng ta. Vì có những linh hồn khi mà giết người rất là không ghê tay, rồi rất là tàn ác, thì đấy là quỷ đã, cái linh hồn quỷ họ đã nhập vào một cái thể xác là con người tại cái cõi này. Rồi súc sinh thì chúng ta gặp nhiều rồi, rắn này, trâu này, bò, lợn, gà thì chúng ta gặp rất nhiều thường xuyên, đúng không? Chúng ta nhìn thấy những cái linh hồn đấy thì nó ở đẳng cấp thấp hơn, không có trí tuệ như con người. Rồi địa ngục. Địa ngục khi mà chúng ta mời một linh hồn mà trên địa ngục lên thì bao giờ tay họ sẽ bị trói này. Trói như còng số 8 này. Hoặc là bị các linh hồn quỷ dữ họ dẫn theo, đầu trâu mặt ngựa dẫn theo và khóa tay chân lại. Thì những việc như thế thì cũng sẽ rất 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 nhiều, nhưng mà thầy không muốn đưa những cái đấy lên internet cho lắm. Quay lại lá số tử vi của chị nhá. Rồi thì cái chòm sao Thiên Đồng Thiên Lương nó nói lên là người mà có khả năng mở được cái giác quan khác của mình, ví dụ giác quan thứ 6. Đấy. Thì con người chúng ta ấy sẽ chia thành 7 luân xa chính. Luân xa số 7 nó nằm trên đỉnh đầu, trên đầu này này. Luân xa này là cái nơi mà dễ hấp thụ năng lượng thanh điển của vũ trụ nhất, để tăng nguồn năng lượng của con người lên. Đấy, thì ngoài cái việc con người mình ăn này, uống này, đấy, rồi chúng ta hít oxy này, đúng không? Thì còn một dạng năng lượng nữa mà chúng ta thường khi mà chúng ta mệt mỏi quá, chúng ta ngủ ấy, để nó tiếp thêm năng lượng vào ấy, thì cái năng lượng đấy được gọi là thanh điển của vũ trụ. Nó là một nguồn năng lượng tâm linh. Đấy. Thì con người của chúng ta nó chia thành 4 thể. Như của chị ấy là thể xác này, thể vía này, thể phách này và thể linh hồn. Thì thể xác là tay chân chúng ta đây. Thể vía là nam thì 7 vía và nữ là 9 vía. Vía là gì? Là cái các giác quan của chúng ta. Nam là có 2 mắt này, 2 nhá, 2 mũi là 4, 2 tai là 6, lưỡi nữa là 7. Đấy là 7 cái vía của người đàn ông. Đấy là các giác quan của mình. Đấy là một thể. Và nữ thì thêm 2 nữa là 9, là 2 ngực, đó là 9. Nên là nữ là 9 vía. Đấy, thế còn hồn ý, thì các cụ nói rằng là chúng ta có 3 hồn. 3 hồn. Khi người ta gọi về người đàn ông thì người ta hay kêu là 3 hồn 7 vía, người nào đấy, ông nào đấy về đây. Hoặc là người phụ nữ thì 3 hồn 9 vía, cô nào đấy. Thế thì 9 vía và 7 vía thì hiểu rồi đúng không? Thế hồn ấy thì có 3 hồn. Có 3 hồn ở 3 nơi khác nhau. Một là trên đỉnh đầu, là cái hồn cao nhất mà hay giao tiếp với cõi thượng thiên, cõi trên.
đấy, nó gọi là cõi cõi thượng giới. Và một cái hồn nữa mà nằm sau mắt của chúng ta ấy, hai con mắt này này ở đằng sau ấy, đây này, nó đang tồn tại ở đằng sau đây, thì đấy là hồn thứ hai, là giao tiếp với cõi trần gian, cõi này này, đấy, cõi trần. Nên là người nào có khả năng ăn nói tốt ấy, khả năng ăn nói tốt, giao tiếp tốt, thì bao giờ ở cái đầu ở sau hai con mắt, bao giờ sờ vào nó cũng lồi ra sau, nó lồi ra, đúng không? Thì người nếu khả năng ăn nói rất là tốt, giao tiếp tốt. Đây kia là sợ khỉ á thầy. Đúng rồi. À, còn một hồn nữa nằm sau gáy mình. Thì khi mà mình vào chỗ nào mà có vong, có ma hoặc âm mạnh khí âm thì bao giờ cũng thấy lạnh gáy, bởi vì cái hồn ở đấy nó kích thích, nó giao tiếp với cõi âm. Thì hồn ở sau gáy là giao tiếp với cõi âm, được gọi là cõi trung giới. Vậy ông thầy tâm linh là gì? Thầy là người thông chi tam giới. Có nghĩa là hiểu biết được cả ba cái giới đấy. Hiểu biết được thượng giới, hiểu biết được trung giới, hiểu biết được hạ giới và có thể giao tiếp được. Đấy. Khi mà ông thầy cầu cúng cho một ai đấy linh nghiệm, bởi vì sao? Cái lời cầu cúng của ông ấy là ba cõi đều nghe thấy. Là cõi hạ giới là con người nghe được ông ấy cúng nhá. Cõi trung giới là các vong linh nghe được, các người, những người âm ấy là nghe được ông ấy cúng nhá. Rồi cõi thượng giới là Phật này, thánh rồi thần rồi, là cõi trời nghe được ông ấy kêu cúng nhá. Có hiểu không? Yeah. Đấy, nên là thường ấy là người ta phải thông qua các thầy để mà kêu cầu cúng bái, để truyền thông ba cõi khác nhau. Nên được thầy tâm linh ấy, theo định nghĩa của thầy ấy, là thầy là một ông thông chi tam giới. Chưa? Và cô là người mà có thiên đồng thiên lương tại mệnh, là người dễ biết được cõi âm rồi, dễ giao tiếp với họ lắm. Ví dụ như là hay mơ này tới họ này, hay được báo trước này, thậm chí khi mà khai được thiên nhĩ ấy, là có thể nghe được người âm nói chuyện này, khai được thiên nhãn ấy, là nhìn được người âm này. Đấy. Rồi nếu mà muốn theo cái nghề này hoặc là muốn tiếp theo thì có thể giao tiếp được với các cõi trên nữa bằng cách là đọc kinh này, tụng chú đại bi này, rồi khai mở các hiệu luân xa của mình. Đấy, thì luân xa của con người mình gồm có 7 cái, 7 luân xa. Một là đỉnh đầu là luân xa 7. Luân xa số 6 là nằm giữa con trán này, giữa hai con mắt này. Đấy, luân xa số 5. Luân xa số 5 là nằm ở ngay sau lưng đây, chỗ này. Sau cái ức của họng của mình này thì luân xa 5. Đấy, luân xa số 4 là sau cái ức ở giữa ngực. Là luân xa 4. Luân xa số 3 là sau rốn, đường sau lưng nhưng mà đối xứng với rốn của mình. Đấy. Luân xa số 2 là đốt sống xương cụt cuối cùng của mình. Và luân xa 1 thì nó nằm ở vị trí thấp nhất ở con người mình khi mà ngồi ấy. Đấy. Thế thì thường là nếu như người ta chỉ mở luân xa để người ta luyện tập, để người ta hấp thụ năng lượng cho sức khỏe tốt ấy, thì người ta không bao giờ mở luân xa số 1. Vì luân xa số 1 khi mở là nó sẽ hấp thụ rất nhiều năng lượng và nó có thể làm cho bị nghịch, như là mình không kiểm soát được nguồn năng lượng ấy, nó sẽ làm cho mình bị thừa năng lượng mà không kiểm soát được. Đấy. Mà trong phim trưởng người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma ấy, là hiện tượng là gì, mở luân xa 1 nhưng không kiểm soát được nguồn năng lượng. Nên thường là chỉ có các thầy thôi thì sẽ mở luân xa đủ cả 7 luân xa. Đấy, để cho nguồn năng lượng nó tiếp vào người mình, nó tích tụ tốt. Đó. Và các thầy khi mà có năng lượng ấy, thì các thầy khi mà thiền định ấy, đấy, thì các thầy sẽ nhập, sẽ hấp thụ được rất nhiều thanh điển vũ trụ vào người. Và mỗi khi mà cần chữa bệnh cho ai ấy, là người ta sẽ phóng cái nguồn năng lượng ấy ra, xong người ta lại hấp thụ tiếp vào. Nó giống như một cái bình trung chuyển để chữa bệnh cho mọi người. À, Tài Bạch, cung Tài Bạch của chị cũng rất là đẹp, bởi vì cung Tài Bạch có sao Thái Âm Miếu Điện này này, là một người tương đối giàu có. Và lá số này á, cung thân là cư quan lộc, có sao lộc tồn nữa, là người cũng rất có nhiều lộc và có khả năng kiếm tiền nhờ hồng phúc rồi nhờ lộc, mà có một cách có duyên lắm. Cung Tài Bạch đẹp, cung quan lộc đẹp,
Đấy, cung Phúc Đức thì Thái Dương nằm tại đây. Hôm qua thầy vừa giảng bài này xong. Người nào cung Phúc Đức cư Thìn thì dễ làm thầy. Bởi vì cung Phúc Đức cư Thìn là được người âm ấy, rất là mạnh. Người âm nhà mình ấy là có thể hộ độ cho mình để mình thành những nhà tâm linh được. Thầy nhìn đó, có ai theo phía sau không thầy? Có chứ. Có hả? Thầy nhìn thấy là có rất nhiều gia tiên rất là mạnh đi theo để giúp đỡ mình. Nên là tốt hả thầy hả? Tốt. Rất tốt. Nhưng năm nay là năm không tốt với mình. Vì năm nay là năm lo cho con cái nhiều việc quá. Mệt mỏi vì con cái. Chưa kết con. À thế à? Yeah. Ồ. Yeah. Thế là không lấy chồng cũng không có con luôn. Dạ có gia đình rồi mà chưa có con. À thế à? Yeah. Vì trong cung tử tức này có liêm trinh tham lang hãm. Nếu mà có con rồi là năm nay cũng khổ vì con đây. Ok. Liêm tham hãm cũng khiến là không có con hả? Thế sang Mỹ cô làm việc gì? Hiện giờ thì gia đình làm chung với ông xã đó. Thì làm về kiến thay kiến xe đó thầy. Những cái kính xe ô tô này. À, kính xe ô tô. Dạ. Thế là cũng hai lần chồng rồi đúng không? Dạ không, một. Một à? Dạ. Nhưng mà không có con, chồng cũng không kêu ca gì hả? Dạ không. Nhận con nuôi không? Tại vì hai người bận công việc lắm thầy, nhưng mà có cháu nhiều lắm. Như tuần nào thì hầu như là mỗi ngày cũng chơi với cháu á. Không có nhận nhưng mà mỗi ngày gặp. Thế à? Dạ. Cháu là cháu họ hả? Cháu ruột. Cháu là của mấy người cháu là em của ông xã hoặc là em của Dung. Tôi tên là Dung. À. Dạ. Thế à? Thế có hay xem bói cho mọi người không? Dạ. Dung có hay xem cho mọi người không? Dạ, không, nhưng mà nhìn thì ví dụ như nhìn người nào biết, nhưng mà ngược lại thì tốt thì hỏi thì mình nói, còn xấu mình không nên nói. Thế à? Dạ. Nói giúp thầy cái. Dạ. Mà nói giúp thầy cái xem nào. Không. Coi nhiều video lắm, nhưng mà thấy thầy nói nhiệt tình, ví dụ như xấu hoặc là tốt thầy nói hết. Có nhiều video thì coi thì cũng mình cũng hơi sợ là không biết người đó có nói hết những cái sự thật hoặc có nhiệt tình hay không, cũng hơi lo thôi. À. Lần đầu tiên là gọi đó, chứ hồi trước giờ theo nhiều coi nhiều chương trình lắm. Thế nha. Dạ. Chưa gọi cho thầy nào hả? Chưa bao giờ gọi. Lần đầu tiên là gọi. Nên là lúc nãy đâu không biết gọi số, gọi tại vì chưa bao giờ gọi nên không có biết, nên phải hỏi người nhà. Tại vì cũng ít gọi về Việt Nam lắm, cũng lâu lắm mà chưa có về Việt Nam. Ờ. Dạ. Thế là có thẻ xanh bên Mỹ rồi hả? À, có, lâu rồi, dạ. Cũng khoảng gần 10 năm mà chưa về lại. Thế cả. Dạ. Thế ông Donald Trump lên thì có lo sợ lắm không? Bởi vì dạ thích. Thích ông ấy à? Chứ ông Donald Trump lên thì thích. Tại vì vừa rồi bầu cho ông Donald Trump hả? À thế à? Dung dạ, bầu cho ông thích. Trump hả? Dạ. À, thế à? Thích vì là ông ấy thân thiện à hay như thế nào? Dạ thân thiện. Chứ phần nữa là ông có cá tính. Cá tính. Dạ. Hình như ông là một ngôi sao truyền hình thực tế đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Theo dõi cũng từ lúc mà ông tham gia và lúc mà ông cái ngày cuối cùng ông cử thì ai cũng nói á, là bà Harry thắng, nhưng mà Dung thì Dung nhìn ông Donald Trump thắng. Yeah, giỏi thế. Yeah. Ngày xưa thầy có một bài luận là Hillary Clinton năm nay rất là đẹp và cứ nghĩ là bà ấy thắng cơ, nhưng mà không có thời gian luận lá số của ông Donald Trump vì không biết lá số thật của ông như thế nào. Yeah. Nhưng thấy lá số của bà Clinton đẹp như thế mà ông Trump cũng đánh đổ được thì ông Trump thì lá số của ông cũng rất là đẹp. Dạ.
Dạ. Nếu mà có cơ hội, có dịp thì nếu mà về Việt Nam thì có thể gặp gặp thầy. Đúng rồi. Dạ. Nhớ tu tập tốt để làm thầy xem cho mọi người ở bên Mỹ, người Việt Nam ở bên nước ngoài nhé. Chắc thì cái đó thì chắc để tính sau, nhưng mà nếu mà có về Việt Nam mà sau này có cơ hội, có điều kiện á thì về, nếu mà cái hướng á thì muốn là về ví dụ như giúp đỡ hoặc là làm cái gì cho những người mà ví dụ như có cần điều kiện gì đó thì tốt hơn. À, thích về làm từ thiện hả? Yeah. Thích vào về làm Việt Nam để làm từ thiện chứ gì? Yeah, yeah. Oh, ok. Hay mà nhá, Việt Nam đất nước chúng ta đang còn vất vả lắm. Yeah. Và có điều kiện là những người Việt kiều gửi tiền về Việt Nam để giúp cho đồng bào của chúng ta bớt khổ hơn. À, năm nay sao nước Việt Nam sao mà bị lụt với bị bão nhiều quá thầy ha? Đúng rồi, năm nay miền Trung thì lụt bão rất là nhiều. Yeah. Thầy coi dùm cho Dung á, là tại vì cũng hơi lo đó, là năm 40, sang năm là 49, 50, 51 thì cái sức khỏe sao thầy ạ? À, cái đại vận từ 46 trở ra rất tốt nên là yên tâm đi nhá. Yeah. 46, 47, 48, năm nay mà không bị mổ xẻ gì ấy thì vô tư đi, không sao hết, vì năm nay là năm rất xấu. Sang năm 49 thì nó rơi vào phi liêm hóa kỵ thì dễ xăm sang năm, hoặc là mình bị dao kéo của người hoặc là chồng bị. Nhá, phải mổ xẻ một chút. À, là ông xã bị hả thầy hả? Không, mình thì ông xã sẽ bị. Dạ. Yeah. Nhá. Còn nếu ví dụ như là trước đó đã có mổ thì có ảnh hưởng gì không thầy? Trước đấy thì nó có giảm không hay là nó không có thay đổi gì hết? Trước đấy mà mổ rồi thì lần này nó sẽ nhẹ hơn. Hình như là cái hình nó bị ngưng lại rồi này. Đây đây. Rồi dạ. Nếu mà trước đấy đã ông xã bị mổ rồi thì nhẹ hơn. Thì nhẹ hơn hay nặng hơn thầy? Nhẹ hơn. Dạ nhẹ hơn. Đấy là ông chồng bị mổ hay là mình bị mổ? Dạ ông xã hồi trước đó là bị ruột, có sắn ruột cả chèo xích ma thầy. Mổ cũng trên 20 năm rồi. Còn bản thân của Dung á, là trước là tại vì không có em bé đó, nên có thụ tinh trong ống nghiệm á, nhưng mà cuối cùng không có được, nên có nội soi ấy. Tại vì cái em bé nó lúc mà chuyển phôi á, nó nằm ở ngoài tử cung á. Rồi thế thì hết sức cẩn thận nhá, vì năm nay là năm xấu nhất đây này. Và cái tháng xấu nhất là tháng 10 này này, tháng này và tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch nhá. Đấy. Còn sang năm thầy, sang năm 5 tuổi. Sang năm thì có phi liêm hóa kỵ thì dễ bị dao kéo thôi, nhưng không lớn, không mạnh, không nặng. Dễ bị nhưng không nặng đâu nhá. Bởi vì cái đại vận từ 46 giờ ra mình đang tốt mà. Và mình cũng thiệt hại nhiều rồi mà. Rồi thầy nói về sức khỏe hay là nói gì vậy thầy? Về con cái chứ, không có con đấy là một điều mà mình thiệt rồi, đúng không? Và ông trời sẽ phải bù lại cho mình có sức khỏe tốt để đi làm việc từ thiện. Xem tử vi cũng là một cách để làm việc thiện đấy. Yeah. Dự báo cho họ những cái tương lai, họa hạn tương lai, rồi chỉ cho họ cách cải bệnh cũng đấy là cái tốt để giúp cho họ tốt hơn. Dạ. Yeah. Thầy thầy á, là như trong một nhóm của thầy hay là thầy ở từ thầy tu từ ở chùa ra? Thầy lúc bé sinh ra là sinh ở trong ở một cái đền rồi. Yeah. Và cái đền đấy là một cái đền cổ, thì tiêu khổ kháng chiến người ta phá đi, nhưng thực ra đấy là đất đền. Sau này thì thầy đi học Bách Khoa Hà Nội, rồi cũng lập điện đền, cũng ở đền điện. Rồi thầy cũng công đức xây một cái đền, đang xây nó. Và sau này chắc cũng sẽ ở đền. Dạ.
Vậy là chỉ có một mình thầy thôi hay là có ai phụ nữa không? À, để mà làm được các video như thế này thì thầy cùng một nhóm nữa, những người nữa để làm. Còn để hóa giải được cái vận hạn xấu cho mọi người ấy, khi mà người ta nhờ mình ấy, thì còn một số các thầy liên quan cùng làm nữa. Mà nếu mà xem kỹ trên các video của thầy ấy, là thầy cái nhóm gọi là nhóm Tử Vi Việt Nam ấy, các thầy thì được một thầy lớn tuổi rồi, thầy gần 90 tuổi rồi đào tạo. Và mỗi người thì theo một lĩnh vực, thầy thì tập trung nhiều vào môn tử vi này. Vậy thầy cần thầy coi dùm cái phần như là về quan trọng là về sức khỏe, với về coi về ông xã, hai người sống có hạnh phúc không này? Trong lá số này thì chị là một người rất là có tâm. Bởi vì thiên đồng thiên lương là sao thiên đồng nói về cái tâm tính tốt, luôn luôn nhường nhịn người khác. Sao thiên lương nói về khả năng tu tập tử tế. Hoa khoa tại mệnh cũng là người biết nhiều. Rồi tả hữu bật chiếu mệnh cũng là hay đi giúp đỡ người khác. Tóm lại là chị là một người rất tốt trong lá số này này. Còn ông chồng của chị cũng là một người tốt, bởi vì sao cự môn nằm tại cung Tý thì cũng là một người rất là có tâm, tâm tốt này. Rồi anh ta có sao tả hữu, tả phù nằm ở cung đấy, cũng là một người hay giúp đỡ người khác này. Rồi văn khúc là cũng là một cái sao đẹp, sao tốt, nói về nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ thuật này. Ngoài ra anh có sao thiên hỷ tại mệnh nữa, cũng là người rất là khoan hòa, vui vẻ. Có sao hóa kỵ nằm cung vợ chồng thì đôi khi hơi khắc khẩu một chút thôi, chứ còn về cơ bản thì hai vợ chồng anh chị rất là tốt, rất ổn. Anh đấy còn tứ linh chiếu mệnh nữa đấy. Anh này, anh chồng chị thì nửa đời đầu á, trước 36 tuổi thì vất vả, nhưng sau 36 tuổi thì người kiếm được rất nhiều tiền và giàu có. Còn về hai người thì về thọ thì khoảng bao nhiêu tuổi thầy? Thật ra mệnh của chị là thiên đồng lương này thì chị thọ lắm. Chị sống rất là thọ. Và khoảng tầm ngoài 96 ra thì mới mất được. Phải ngoài 96 tuổi. Nhưng mà khỏe không thầy? Khỏe. Vì cung tận ách, cung tận ách, cung tận ách cặp sao triệt nên là cũng tương đối tốt. Bệnh nào thì nó cũng hóa giải hết. Ông xã cũng là người sống thọ. Hai vợ chồng đều sống thọ. Cự môn cự tí thì cũng phải tầm 86, 87 tuổi mới mất được. Thầy đâu có biết ngày tháng năm sinh của ông xã đâu mà sao lại biết thầy? Thầy nhìn lá số của người này ra người kia được hết. À, nhìn người vợ ra người chồng. Nhìn lá số ấy là biết được vợ này, biết được chồng này, biết được chồng thứ hai này, biết được chồng thứ ba này, nếu có. Nhưng mà hiện giờ đó giờ chỉ có một người thôi mà này. Không, ý thầy nói là nhìn lá số tử vi thì biết được như thế. Trong lá số tử vi nó thể hiện hết ở trong đấy. Vậy là biết là người giữ người hiền và có nhiều chồng hoặc là một chồng. Đúng rồi. Thế bố của chị còn không? Dạ ba mẹ còn. Chị thầy coi giùm ba mẹ với những người em á thầy. Ba mẹ đều rất thọ. Vì trong này Thái Dương cư thìn cũng rất thọ. Mẹ là Thái Âm miếu địa nằm cũng rất thọ. Cha mẹ rất là thọ, rất ổn. Đẹp, tốt, cùng huynh đệ cũng đẹp, toàn những người tử tế tốt cả, đẹp. Chị là người không có con nhưng mà may mắn lại có gia đình bố mẹ và huynh đệ rất là đẹp. Chồng sau này giàu lắm đấy, càng ngày càng giàu. Vậy hai chồng hạnh phúc không thầy? Rất hạnh phúc. Hóa kỵ tại đấy thì thỉnh thoảng hơi thị phi với nhau thôi, tranh luận về quan điểm thôi. Nhưng mà mình là người có tín ngưỡng thì mình sẽ hóa giải được việc đấy ngay mà. Người Mỹ họ có đi xem tử vi không? Ở bên đây á thầy ạ. Ở bên đây thì cũng có nhiều người, người ta cũng coi lắm á thầy. Nhưng mà ví dụ như coi thì quan trọng là mỗi người có một cái suy nghĩ thầy.
Nhưng mà hiện tại thì ví dụ như ta nói hiện tại tương lai, nhưng mà ta nói tương lai nhiều, còn xảy ra hay không thì không biết được. Thế khi mà gặp vận hạn xấu thì họ có lập một cái đàn cầu cúng để hóa giải không, như ở bên Việt Nam không? À, cái đó thì không, tại vì từ nào giờ không có biết về vấn đề đó nên không biết. Thế à? Dạ. Chị ở bang nào? Dạ, ở tiểu bang Maryland thầy. À. À, gần Washington DC đó thầy. Thầy có người quen hay là có bạn bè hay là bà con gì ở ở tiểu bang gần gần đây không? Không. À không. Thầy không có ai quen ở bên Mỹ hết. Dạ. Rồi thầy coi dùm cái lá số này có phần gì xấu để hóa giải không thầy? Thật ra cái xấu nhất là cung con, bởi vì con là liêm trinh tham lang hãm mà. Thế thì mình không có con rồi thì hóa giải gì nữa, bây giờ mình nhận con nuôi thôi. Trong lá số này xấu nhất cung con. Xấu nhất cung con hả thầy? Còn thì, cung nào xấu nữa thầy? Nó xấu thì tốt hơn. Thì không có con. Cung có mỗi cung con là xấu thôi. Còn cung nào cũng đẹp hết. Tiền đẹp, cung mệnh đẹp, cung thân quá đẹp. Cung thân có sao lộc tồn, bác sĩ, phúc đức, thiên quý, thiên đức, nghĩa là người có toàn có đức và quý thôi. Cung thân ý, mà thiên cơ mà nằm tại cung ngọ này là rất tốt. Càng ngày càng tốt. Sống rất có tâm. Cái quan trọng là sức khỏe thầy ha. Sức khỏe thì như thầy nói lúc nãy đấy, nếu có điều kiện thì muốn tu tập tốt ý, thì mở luôn xa. Nhưng phải hiểu về tâm linh nhá. Khi mở rồi thì phải hiểu, phải biết điều khiển năng lượng của mình, chứ không phải là cứ hấp thụ năng lượng rồi không giải phóng. Khi mà hấp thụ năng lượng nó giống như mà mình đun nước ấy, đun đến 100 độ thì mình phải thôi đừng đun nữa, bởi vì không nó sẽ bốc hơi hết, nó sẽ ảnh hưởng. Thì phải biết kiểm soát nó. Và nếu mà luyện tập được thêm những cái môn như thế thì sức khỏe sẽ rất là đảm bảo. Vì thầy nói tiếp là tại sao lại người ta hay bệnh ấy, theo quan điểm của tâm linh ấy, thì con người chúng ta có bốn thể, thì thể vía thì nói rồi nhá, còn một thể nữa là thể phách mà Trần Nguyễn Du nói là hồn siêu phách lạc ấy. Phách là gì? Phách là cái thể kết nối, kết dính giữa thể linh hồn của mình và cái thể xác của mình, thể vía của mình. Thế thì khi mà phách, cái thể phách nó có thể rách. Khi mà ốm là rách phách. Ví dụ như mình đau bao tử thì cái thể phách ở bao tử của mình nó bị rách. Đó. Thì nếu như mà chúng ta không dùng thuốc Tây nhé, chúng ta dùng thuốc Nam ấy, thì chúng ta uống để nó bổ sung cái thể phách đấy vào, để cho nó khỏi, để nó cân bằng âm dương. Hoặc là dùng năng lượng, các thầy hay dùng năng lượng để chữa bệnh ấy, thì bản chất là vá thể phách ở cái vị trí đấy. Khi nó lành rồi thì hết bệnh. Đó, còn khi mà chúng ta tự thiền định được, chúng ta hấp thụ năng lượng ấy, thì thể phách của con người ta sẽ tự lành và người đấy không có bệnh tật. Có rất nhiều người không bệnh tật, không đau đớn ở đâu cả, bởi vì họ tu tập rất là tốt, thiền, nhờ thiền định và họ hấp thụ được thanh điển của vũ trụ. Đó. Và ở cơ thể của chúng ta nó chia thành bốn thể: thể phách, thể linh hồn, thể xác và thể vía. Thì thể vía mà sau khi chúng ta chết ấy, thì thể vía sẽ chết trong 49 ngày. Cứ 7 ngày chết một vía, 7 7 49. Nên là người ta có tuần cúng 49 là lúc như thế, là 49 ngày. Và thường là cứ sau 7 ngày người ta cúng một cái khóa lễ, để cứ một chết một vía thì người ta cúng một cái lễ. Đấy, gọi là thất lai tuần ấy. Còn thể xác của chúng ta, thể linh hồn của chúng ta thì bất tử bất diệt, không bao giờ chết. Khi chúng ta chết rồi thì linh hồn chúng ta bay về cõi khác, không chết, vẫn còn. Nên tại sao vẫn gọi hồn lên được, vẫn nói chuyện được với họ. Chị cũng thế, sau này mất đi rồi nhưng linh hồn vẫn còn mà. Và lại tiếp tục về cõi trung giới, rồi có duyên lại tiếp tục đầu thai về làm người. Vậy thầy coi dùm kỹ lại sức khỏe của ông xã đó thầy. Ông xã thì trước có về bị bệnh ruột đó thầy. Thì coi ông xã coi khoảng sang năm và những năm tới thì năm nào bị xấu nhất và đề phòng. Có ngày tháng năm sinh của ông ấy không? Dạ có thầy. Nếu mà vậy thầy có thể thầy tính giùm á, là tại vì má của ông xã chỉ biết ngày âm thôi, thì ngày 7 tháng 9 năm 1964 thầy.
Đỡ thứ tư. Ngày bao nhiêu? Dạ, ngày 7 tháng 9 năm 1964, ngày âm á thầy. Ngày 7 9. Sinh 4 giờ chiều. Ủa, phần mềm này nó không đổi được đến 64 à? Ngày mấy tháng 4 nhỉ? 7 tháng 4 à? Dạ, ngày 7 ngày 7 tháng 9 thầy. Năm 69 đúng không? Năm 64 thầy. 64. Dạ. Nó là ngày 11 tháng 10 năm 64. Ngày 11 tháng 10. Dạ. Mấy giờ? Dạ 4 giờ chiều thầy. 4 giờ. Ách chà. Dạ. Ông này đúng kiếm tiền giỏi. Ui tỷ phú rồi. Lá số giàu thế. Đúng luôn. Ông này kiếm tiền để đâu cho hết hả? Ông này ông có sinh vào ngày 7 tháng 9 đúng không? Dạ. Rồi mệnh liêm chinh là rất là chăm chi chú làm việc. Mà là có tròm mã khốc khách tại mệnh nữa thì giàu có. Cung thân lại cư quan lộc, có tròm vũ khúc thiên phủ nữa thì giàu lắm. Ông này cũng rất giỏi, có hóa khoa này, hóa lộc, lộc tồn, chiếu mệnh này, tả phù hữu bật, tự tay lập nghiệp này. Ồ giỏi thế. Cung tài bạch có tử vi thiên tướng là số làm ông chủ rồi. Nhưng mà đất phong thủy thì không tốt. Đất có âm phá. Âm phá vậy hả? Nhá, đấy là thứ nhất. Thứ hai cũng là trong lá số này cung con của ông cũng có thêm thiên lương hãm địa nên là mất hai người con hả? Hai lần đấy à? Không thầy, chỉ có một lần hai người đúng không? Tụ tinh cho bóng nghiệp đó thầy. Một lần được hai người đúng không? Là một lần. Ồ, thầy nói là hai hả? Được hai. Là một lần thôi à? Một lần, hai thai à? Dạ một lần mà không biết là mấy phôi. Chắc hai có phôi, thấy là phôi. Thầy nói vậy là hai phôi hả? Trong này nhìn thấy hai phôi bị mất nhá. Dạ. À, những cái bé đấy là không có duyên ở với mình. Thì lúc nào về Việt Nam cầu siêu cho các bé đấy. Dạ. Nha. Cho đừng đi theo mẹ nữa. Yeah. Trong lá số này cung đấy cung con cũng xấu, thiên lương hãm, ông này cũng xấu nhất cung con nên là hai vợ chồng không có con là số rồi. Ở trong trong này thì cung vợ cũng rất là tốt, rất sắc. Ổn. À, cung quan lộc của ông cũng sao vũ khúc thiên phủ nên từ 46 tuổi trở ra kiếm được nhiều tiền lắm. Bây giờ xem quan trọng của ông là sức khỏe thôi đúng không? Lá số của ông rất đẹp. Cung tận ách của ông này cũng có sao triệt. Mà có đào hoa đám cung tận ách nên là số khó có con đây này. Nam mà đào hoa đám cung tận ách là cũng khó có con nhé. Cung tận ách của ông gặp triệt nên là sức khỏe của ông đến cũng tương đối ổn. Ông có sao phi liêm chiếu mệnh nên là phải giao kéo vào người cũng đúng rồi. Năm nay của ông ấy đang rơi vào đại vận 46 và đang tốt. Đại vận đang tốt. Năm nay có phá quân thái tuế, năm nay tốt không sao. Sang năm là 54 tuổi. Sang năm có sao thiên hình đúng rồi, sang năm dễ mổ xẻ lắm nhá. Có sao thiên đồng là mổ xẻ đến mai đến ruột ấy, hệ thống đường ruột ấy thì sang năm dễ đến giao kéo đến đường ruột. Nhưng không xấu. Nhớ chưa? Nặng không thầy? Hả?
Chỉ nặng không thầy? Chỉ có nặng không thầy? Chỉ tốn tiền thôi. Ok. Tốn tiền thôi nhá. Vì sang năm có đại hao chiếu mà. Có sao tiền lương chiếu vào nữa là mà hãm nên lại dễ ốm. Rồi gặp thiên hình, kiếp sát, thiên không, gặp phi liêm quan phù chiếu vào nữa. Thì sang năm dễ mổ xẻ. Vào tháng vào tháng 4 âm lịch, hoặc tháng 3, tháng 4, 3, 4, 5 âm lịch gì đấy là sẽ phải làm việc đấy. À, thầy coi dùm lúc nãy thầy nói là nhà có âm, có người âm á thầy, thì đất đang ở nhà này á thì nên ở hay là nên di chuyển chỗ khác thầy? À, đọc cho thầy dạ. Đọc cho thầy địa chỉ xem nào. À địa chỉ thầy hả? À, 7810 thầy. Đọc đầy đủ đi. Dạ 7810 đường hả thầy hả? 7810 Liberty Road là Liberty Road là viết tắt là chữ ID, còn thành phố là Windsor là WINDSOR rồi khoảng trống rồi MILL okay. Rồi tiểu bang là MD là okay. Maryland okay, zip code là 21244. Ở đấy có một cái người nữ ở đấy, một linh hồn nữ ở nhà này này. À, lớn tuổi hay trẻ thầy? Khoảng 36 tuổi. Rồi sao thầy có nhanh vậy thầy? Sao thầy nói nhanh vậy? Sao thầy có nhanh vậy? À, bây giờ cũng muốn cảm nhận với họ không? Ngồi khoanh chân nhắm mắt lại. Dạ. Ngồi khoanh chân nhắm mắt. Khoanh chân lại hả thầy? Đúng rồi. Ngồi khoanh chân như ngồi thiền ấy. Ê, hơi sợ thầy. Nhưng mà người này hiền không thầy? Người này cũng hiền. Hiền hả? Hiền vậy không sao đâu thầy. Nhưng mà nên siêu thoát cho họ, bởi vì không nên để ở âm ở đất thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chồng. Đất hả? Nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chồng. Dạ. Vì họ đi theo chồng chị nên là sức khỏe của chồng sẽ kém. Đi theo ông xã chứ không có phải là theo Dung hả? Không. Nên là ông xã mà hay mơ thấy cái người mà phụ nữ lạ lạ mặt đấy là chính là cô đấy. Nhà theo ông xã. Wow. Có muốn mời họ lên không? Mời lên đó hả? Mà nhìn thấy không thầy? Thầy nhìn thấy mà. Là ông xã nhìn thấy hay là Dung nhìn thấy không thầy? Nhìn thấy, nhắm mắt lại, thầy mời họ lên nhập vào Dung nha. Thôi không nhắn. Thầy lâu quá. Nhát lắm thầy ơi. Nhát à? Nhưng mà như thầy có người nói là phía sau của Dung á có người theo không thầy? Thì hai đứa con mà không thành người ấy. Thì khi mà họ mất, họ không có duyên ở thì họ vẫn đi theo mẹ. Con theo thì không sao, nhưng mà nói là có người khác theo thầy, nói là người khác phái theo, có không thầy? Không có, chỉ có chồng có thôi, chồng có cái cô ở đất này theo thôi chứ Dung không có. Vậy hả? Vậy thầy nói vậy mừng quá. Nên ông chồng mà bị theo thì tính nết hơi thất thường một chút. Dạ. Yeah. Hay nóng tính. Vậy có thể nó ông xã tới thầy nhìn dùm hả? Thầy cần gì đâu, thầy biết mà, thầy nói chuyện được với họ ở đất đấy rồi. Chỉ cần biết địa chỉ là đọc là nói chuyện được với họ. Nhưng mà chỉ cần đọc địa chỉ là thầy thấy liền hả? Vậy giờ còn một chỗ nữa ha, tính di chuyển chỗ khác. Số khác đi ha. 126 quên lộn, xin lỗi. 1126 Ingleside spell ha, INGLEDSIDE. Hay spell beside đây.
Chào chị gặp chị. Em bị sai. À dạ. Thầy đọc lại thầy ha. 1126 INGLESIDE Avenue. Wind off. Rồi. Baltimore là tiểu bang là MD. Zip code 21207. Này là một căn nhà riêng của mình hả? Dạ, căn nhà riêng dự định cho thuê này. Căn nhà riêng có hàng rào, có hàng rào này, đúng không? Thầy nó đứng. Hàng rào gỗ phía trước hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thì vì thầy thấy được mà, đọc địa chỉ là được đến luôn. Yeah. Cái nhà đấy thì rất là đẹp. Nhà đấy rất đẹp. Nhưng ở cái nhà đấy thì dễ bị đau răng. Ở nhà đấy thì dễ bị đau hàm này này. Dạ. Chỉ thế thôi. Sang năm là nhưng mà đất nào thì ở tốt hơn thầy? Thật ra đất này hợp để kinh doanh, kinh doanh như mình thì ở đất này hợp hơn. Ở kia thì chỉ nghỉ dưỡng thôi. Trông buồn lắm. Dạ. Trong cái nhà ở đấy, trong về đấy ở thì trông buồn lắm. Dạ, đúng rồi. Vắng hơn ở đây. Dạ. Nó vắng hơn ở đây. Dạ, ở đây tốt hơn. Ở đây tốt hơn. À, cái vong linh nữ mà theo chồng thì siêu cầu siêu thọ thôi. Họ không theo đạo Phật, họ theo địa đạo tin lành. Cái linh hồn đấy. Thầy ơi, thầy nói địa chỉ mà nhà đang ở đó là 17810 á thì tốt hơn là nhà 1126 cái này hả? Ừ. Dung á thì theo đạo Thiên Chúa. À. Dạ. Đấy, cái linh hồn đấy cũng thế. Họ theo đạo Thiên Chúa và họ nhận. Là... Thì họ mình phải cầu siêu cho họ đúng cái tôn giáo của họ thì họ mới siêu thoát được. Dạ. Có những linh hồn thì theo đạo Phật thì cầu tới Phật thì họ siêu thoát. Có những linh hồn theo đạo Thiên Chúa thì phải cầu Chúa. Có những linh hồn theo đạo Hồi thì phải cầu theo kiểu đạo Hồi. Có linh hồn như người Trung Quốc thì theo đạo giáo phải cầu theo kiểu đạo giáo. Đấy, thế thì mỗi một linh hồn khi mà tín ngưỡng của họ khi sống như thế nào thì lúc chết ý, thì mình cầu siêu cho họ đúng cái tín ngưỡng đấy thì họ siêu thoát nhanh nhất. Yeah. Nếu như mình không biết tín ngưỡng của họ, không giao tiếp được với họ thì yêu cầu họ quy Phật theo đạo Phật thì đạo Phật thì họ theo ngay, bởi vì đạo Phật là từ bi hỷ xả này, rồi không có chấp trước này, rất là không có sân hận gì cả, tham bỏ tham sân si. Thì nếu như không biết tôn giáo của họ thì có thể quy y Phật cho họ xong rồi siêu thoát cũng được, nhờ Đức Phật giúp họ. Vậy hiện giờ ở đây có một thầy chùa đó, Dung cũng thỉnh thoảng tới thầy chùa đó, thì thầy nếu mà vậy thì mình đến thầy mình nhờ thầy được phải không thầy? Không cần, thầy đúng có không? Thể giúp cho linh hồn được luôn. Thầy hả? Dạ thầy hả? Ở Việt Nam thì thầy siêu thoát rất nhiều các vong linh ở nước ngoài rồi, vong linh Trung Quốc nhiều này, vong linh người Pháp. Các biệt thự cổ, phố cổ có các vong linh Pháp thì thầy cũng siêu thoát cho họ. Dạ. Rồi những người lính Mỹ mà khi chết trận ở Việt Nam ấy, khi mà họ nhập vào những người trần gian này, có một trận, có một cái lần thầy đi làm là một tiểu đội luôn, nhập vào một cô gái. Và cô ấy rất là siêu, võ giỏi lắm. Bởi vì đấy là biệt kích, họ rất là giỏi võ. Họ đánh cho đội nam, mấy người nam mà không đánh được cô gái đấy khi các vong linh lính Mỹ nhập vào. Đánh cho tan tác hết. Xong rồi cầu siêu cho họ về với theo Chúa. Đấy, những linh hồn mà chết trẻ tại Việt Nam thì nhiều linh hồn không siêu thoát được thì thầy cũng sẽ cầu siêu cho họ. Nhưng phải biết, phải nói chuyện với họ, biết tín ngưỡng của họ là gì. Dạ. Vậy thì ví dụ như thầy xin đó thì là qua cái FaceTime này hay là sao thầy? Có FaceTime mà thầy hóa giải đấy cho họ rồi. Dạ thầy ạ. Vậy làm sao thầy chỉ hướng dẫn giùm với một phần nữa là nhà đó thầy có hai cái cây phía trước á, cây lớn á, nhưng mà cắt hai ngày rồi thì hai cái cây đó thầy coi tôi coi, tại vì thấy nhưng thấy cảm thấy là nó hơi bị âm nhiều á đó, nên thấy nó không có tốt sức khỏe cho ông xã đó, nên nhờ người cắt rồi, hai cây bự cắt xong rồi
thì thầy nó coi tức là các trẻ có xấu gì không? Thật ra khi mà cây cũng có một cái linh hồn, và thường ấy, các linh hồn mà không siêu thoát họ hay ở trên cây. Và thậm chí cây mà lâu đời rồi là có những cái linh hồn mà hiển thần rồi, họ ở đấy. Đấy. Người ta gọi là cây gạo có ma, cây đa có thần mà. Nên là khi mà dịch chuyển ở Việt Nam này cũng thế, hoặc các nước trên thế giới, khi mà dịch chuyển cây, chặt cây, bao giờ người ta phải làm lễ. Lễ đấy để xin phép thần linh ở đấy cho phép chặt cái cây đấy, hoặc là cầu siêu cho các linh hồn họ đang trú ngụ trên cây đấy, họ siêu thoát đi thì người ta mới dám chặt. Cái này đọc kinh và xin trong 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 lòng thôi này chứ không có không có biết. Đúng rồi. Thì thường là người ta phải làm lễ và phải có thầy đến làm thì mới dám làm việc đấy. Tôi thấy cái cây nó hơi giống như bị lâu quá, nó giống như là nó bị cái lá nó rụng, nó bị rụng hết lá đó. Nhìn thấy nó che nhà, nó xấu quá đó nên chặt. Đợt cây bên này thấy nó hơi lớn quá nên chặt luôn hai cây luôn. Đọc kinh trước khi chặt rồi thì dạ đọc kinh thì mình chúa đọc kinh thôi. Dạ dạ rồi xong rồi mình xin vậy thôi, mình chỉ xin trong lòng chứ mình không có biết làm cái gì đó, không biết. Dạ để mà vậy nếu vậy thì thầy hướng dẫn như ông xã, thầy như ông xã mà nói là một người nữ vậy đó, thì nếu ta hiền thì mình nói người ta đừng có theo ông xã khỏi bị bệnh. Đây này, cái này sức khỏe tốt. Hôm nay thì thầy sắp bận rồi, nhưng hôm hôm tới á là bảo ông xã và hai vợ chồng ngồi với nhau, được chưa? Quay FaceTime như thế này này, và thầy sẽ mời cái linh hồn nữ mà đi theo ông xã ấy, sẽ nhập lên dung để thầy nói chuyện với họ, xong rồi thầy siêu thoát cho họ là ông chồng hết vong theo. Nhập lên rồi nhìn người nó chuyện sao thầy? Nó có người nói chuyện, ví dụ như người đã nhập vào dung đi, rồi mình biết đó là bản thân của mình không, hay là mình không có biết gì hết? Vẫn biết, thầy sẽ cho nhập nhẹ thôi. Nhập thì có ba loại, toàn phần, bán phần. Nhập có ba loại nhập: toàn phần này, bán phần và chỉ thị. Thì khi mà chỉ thị, ví dụ như họ truyền thông tin vào đầu mình ấy, thì nhập toàn phần là không biết gì hết. Nhập bán phần là vẫn tỉnh nhưng không điều khiển được hành động của mình. Còn theo dạng chỉ thị là họ sẽ gửi thông tin vào đầu mình dưới dạng như kiểu email ấy. Họ gửi thông tin vào đầu mình để mình hiểu và mình trả lời. Thì có ba loại nhập như thế thôi. Thì cái phần nào nhẹ nhất thầy? Thầy sẽ cho nhập bán phần nhẹ nhất. Bán phần nghĩa là mình vẫn tỉnh. Mình vẫn biết nhưng mà mình không kiểm soát được hành động. Thầy nói chuyện, thầy bảo là vong cũng muốn siêu thoát không, thì tự nhiên đầu gật một cái mà mình không gật nhưng người ta vẫn ấn mình gật đầu. Từ đó giờ nghe nói mà chưa có tin, không có biết là cái chuyện đó có xảy ra không á, chưa có hiểu. Đúng rồi. Thì lúc nào đấy thầy sẽ mời họ lên, xong rồi thầy giúp họ siêu thoát. Thế là ông xã sẽ khỏe hẳn, không mệt mỏi nữa. Không thì ông rất hay mỏi vai này. Ông ấy khó ngủ, ông ấy khó ngủ vào buổi tối. Tối ông ấy không ngủ sớm được. Đó, rồi khi mà nóng tính là hay cáu gắt. Khi nóng tính là dễ cáu gắt là bởi vì vong linh đấy họ nhập vào người. Mà quan trọng nhất là mắt hay bị quầng. Bởi vì bị vong linh hút năng lượng dương nhiều quá, để họ tồn tại trên trần gian thì họ phải cần nhập vào một ai đấy để họ hút năng lượng. Hút năng lượng vào chồng mình. Vậy là để lần khác gọi cho thầy khoảng mấy ngày được thầy dẫn như nào thầy nói cái gì gọi lại cho thầy. Rồi thầy sẽ rảnh xong rồi thầy sẽ bố trí, thầy sẽ gọi lại cho nhá. Hôm nay là ngày rằm. Chuẩn bị bây giờ đi ngủ thầy, ngày mai đi làm. Bây giờ ở Việt Nam là 12:36 trưa. Và hôm nay là ngày 12 giờ trưa, hơn 12:30 trưa. Và hôm nay là ngày rằm nên thầy phải lễ ở trên điện nữa. Xin lỗi tại gọi thầy bữa nay. Vậy là ok. Dung không biết là tại vì Dung có một người thân ở bên Việt Nam đó, thì nãy giờ thầy giúp cho gia đình với cho ông xã cho Dung nhiều á, thì bây giờ Dung như có một cái gì để gửi cho thầy, gửi sao thầy hả? Thầy sẽ gửi cho số tài khoản. Thầy có tài khoản tiền đô rồi tài khoản tiền Việt. Dung có thể ủng hộ từ phía Việt Nam tùy tâm như thế nào cũng được.
Tùy tâm chứ không có ví dụ như ai có lòng thì gửi nhiều hay ít, tùy tâm chứ thầy không có thầy không có yêu cầu bao nhiêu cả. Không yêu cầu. Dạ. Cái số tài khoản là số thầy sẽ nhắn tin cho bây giờ. Dạ. Dạ. Nếu vậy, mà nếu thầy, nếu mà giờ, nếu mà thầy, nếu nếu thầy, nếu mà gửi tiền thầy, từ dạ. Nếu mà gửi tiền từ bên Mỹ về thì thầy sẽ gửi vào tài khoản tiền đô của thầy, còn nếu mà gửi dạ. tiền vào tài khoản Việt Nam thì có tài khoản của Việt Nam. Dạ. Ok. Dạ. Vậy khoảng thường thường là buổi tối gọi lại cho thầy lại được phải không? Được rồi, gọi lúc nào cũng được. Dạ. Ok. Rồi, thầy sẽ vậy, nhắn tin cho. Dạ, cái gì thầy thấy message lại cái số của phone của Dung ha. Rồi, thầy sẽ message bây giờ dạ. nhé. Cái tài khoản đó là thầy ở bên, tài khoản đó là cái ngân hàng ở bên Việt Nam à? Ngân hàng Việt Nam, có ship, có cả gift code. Nếu mà vậy thôi thầy cho hai tài khoản đi, tại Dung còn một người em bên Việt Nam nữa. Rồi, ok. Thì nếu mà cái nào tiện thì Dung nhờ người em ấy cho Dung cũng được. Rồi. Dạ. Okay, dạ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Vậy cái gì lần sau thầy giúp cho ông xã ha? Gọi lại cho thầy. Cảm ơn. Dạ. Bye thầy. Bye bye. Dạ.